Hello, xin chào mừng quý đạo hữu đã quay trở lại với The Concierge Channel. Sau những ngày gọi là ăn chơi nghỉ lễ mà sa đọa thì bây giờ mình đã quay trở lại với một cái video mới về GRPC là SSL. Thì SSL là gì ha? Mình đã Google ra SSL là gì thì ra được cái trang ssl.com. Thì nó nói là SSL là Skill Socket Layer ha, là một cái socket, một cái tầng socket bảo mật đó. Và tổ tiên của nó là Transport Layer ha. Thì nó là một cái protocol mà để thiết lập cho cái việc là bảo mật và một cái kết nối mà được bảo mật giữa những cái máy tính với nhau ha. Thì cái này nó sử dụng trên một cái cơ chế là key certificate và handshake ha. Thì nó đây là nó cụ thể là nó gộp một cái cặp key là private key và public key ha. Và nó được ký bởi những cái Public Static Certificate Authority CA ha. Nghĩa là những cái thằng mà nó được mọi người là tin tin tưởng đó. Thì nếu mà các bạn muốn muốn đọc thêm đó, thì các bạn có thể Google, các bạn đọc kỹ về cái việc mà SSL và TSL này ha, TOS này ha. Thì trong cái phạm vi này mình không muốn nói nhiều về cái vấn đề này, tại vì mình cũng chả biết cái gì để nói nhiều ha. Nhưng có cái đơn giản nhất là các bạn nhìn vào trang web nè, đó, các bạn thấy mà có cái nút dấu khóa này nè, nghĩa là cái trang web này nó có SSL, nó có bảo mật, nghĩa là khi mà bạn lướt cái trang web này bạn sẽ an tâm hơn là cái việc data của bạn nó sẽ không có bị người khác có thể nghe lén được cái việc trao đổi giữa bạn và cái web á, nó sẽ không có bị người khác bên thứ ba nào đó nó có thể nghe lén được. Còn nếu như mà bạn vào một trang web mà nó không có được bảo mật á, HTTP thường thôi á, thì có khả năng là sẽ có một cái bên nào đó mà nó có thể chặn cái gói tin, nó intercept giữa cái gói tin của bạn và nó có thể là xem những cái thông tin bạn xử lý trên cái trang web đó như thế nào ha. Nó hack nó này nó kia cả kiểu là như vậy. Còn HTTPS thì nó sẽ bảo mật hơn, cái data mà được trao đổi giữa client và server sẽ được mã hóa. Thì cho dù có người khác nó có bắt được cái gói tin đó thì nó cũng gần như là nó không thể nào nó giải mã được, nếu như nó không có những cái key phù hợp để giải mã ha. Rồi, chờ mình xíu nha, reset lại cái code này để mình demo cho các bạn xem. Rồi, ở đây thì mình có một cái file để có thể gen ra những cái key và những cái certificate. Cái file này thì mình nói chung là cũng vì mục đích gọi là demo thôi, nên là các bạn nếu mà cái không nên sử dụng nó trong mục đích như là production nha. Nên trong production thì các bạn nên kiếm những chuyên gia về về cái việc này ha. Mình không phải là chuyên gia trong việc này, mình chỉ biết copy paste những cái lệnh này ở một nơi nào đó ha, rồi mình đem về mình xài thôi. Thì cái này chỉ mang mục đích là demo hướng dẫn, không có ý nghĩa trong production ha. Các bạn chú ý khi mà sử dụng thì mấy cái lệnh này á, mình như nãy mình đã nói mình cũng không có rành về những cái lệnh này, chỉ là mình biết sơ sơ cái lệnh này nó làm cái gì đó. Thì mình có comment lại đây, nghĩa là đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái certificate authority và một cái trust certificate. Sau đó mình tạo ra cái server private key.
từ cái đó, từ server ra bật key đó, mình sẽ tạo ra một cái là certificate signing request. Rồi từ cái sign request đó mình sẽ sign cho cái certificate của mình tạo ra cái server certificate. Và sau đó là mình sẽ convert cái certificate nó thành một cái file BAM để mình có thể sử dụng bởi thằng DRPC. Thì đại khái cái lệnh nó là như vậy ha. Ra nếu các bạn không hiểu gì hết thì các bạn cũng không cần phải hiểu, cũng không cần quan tâm ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái file này, cái file SSL command.sh này. Thì nếu như mà các bạn không không chạy được cái file á, nếu mà là chẳng thể tắt rồi không chạy được thì các bạn cho cái quyền của reset mode của nó là ha, thường thường nếu mà gõ gõ không được nó bị version deny á, chạy không được cái bài thác á, thì các bạn gõ cho nó cái quyền reset mode 777 rồi thì nó sẽ chạy được thôi. Thì đó, khi mà nó chạy thì nó sẽ gen ra những cái key và nó gen ra những cái key cho mình ha. Và là cuối cùng là nó gen được 5 file, trong đó là có CA certificate và server certificate. Rồi cái server command này chính là cái domain của server mà mình sử dụng. Ví dụ như ở đây mình sử dụng localhost thì mình sẽ để là localhost ha. Rồi sau khi mình generate được 5 cái file này thì mình sẽ code phần server. Thì để mà làm cái việc đó thì mình có phải xem cái doc của mình của GRPC xem là phần server nó sẽ xử lý như thế nào ha. Thì cái doc của mình nó nằm ở GRC.io doc.io nè. Đang code go thì nó sẽ có là cái hướng dẫn code go ở đây. Thì cái khúc ở trên này là no encryption thì mình đã làm phần trước rồi, mấy cái demo trước mình làm hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ xuống với cái phần with server authentication SSL ha. Thì với thằng server thì nó cần cái new cái server TSL form file. Rồi, mình cũng bắt chước nó luôn. Và cái này là SSL. Rồi. Rồi thì nó cần hai cái là serve file và key file. Thì mình sẽ khai báo serve file và khai báo key file. Nó sẽ là mình sẽ đưa nó tới cái đường dẫn của cái serve file là certificate của mình đó, là server chấm crt. Rồi mình chỉ tới nó tới cái đường dẫn ha. Còn key file là SSL server server.bam. Cái key của mình nó đã được convert thành cái file bam rồi. Rồi mình sẽ xử lý arrow cái SSL arrow này. Xử lý cái arrow ha. Rồi, mình lock ra cái SSL error nếu trường hợp mà có error và mình return luôn, mình cũng không muốn nó xử lý tiếp ha. Rồi khi mà mình tạo được cái break này rồi đó, thì mình sẽ tạo cái option option GRPC. Cái hàm này nó mình sẽ bỏ cái này vào thì nó ra được cái re option, và mình sẽ bỏ cái option này vào trong cái hàm new server đó. Đây thì vậy là xong ha. Đó, vậy thì là xong cái phần server mình. Bây giờ mình sẽ chạy thử coi nó chạy được không. Rồi ok, có cảm giác là nó đã chạy được rồi nè. Vậy thì cái phần server mình đã chạy. Bây giờ cái thằng client của mình thì sao? Thì ở đây hiện tại mình đang gọi cái consume deadline, thì mình gọi cái consume bình thường thôi. Ok, mà consume bình thường thôi.
thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang là insecure, nghĩa là nó không có bảo mật, nó chưa có xài SSL. Thì mình thử mình gọi nó, mình thử mình gọi cái thằng client mà nó chưa có bảo mật xem nó chạy được không ha. Thì khi này nó chạy nó sẽ báo là cái system API nó bị error gRPC và cái connection close ha, thì nghĩa là nó gọi không được, tại vì server mình hiện tại nó đang chạy là chạy SSL rồi, mình chạy insecure là nó không chịu. Thì mình sẽ coi coi là làm thế nào mình để mà mình gọi được cái này server của mình đây, thì nó sẽ cũng xài cái hàm Redental New Client tiếp theo không phải tương tự trên server, nhưng mà chỉ khác đổi là thành là client thôi. Rồi mình cũng bắt trước SSL error trên server, thì nếu mà SSL error mình phải xử lý cái SSL error cho nó ha. À, rồi xử lý cái error rồi cho nó. Create client is error. Xuống dòng luôn cho nó đẹp ha. Và mình cũng return luôn. Rồi, vậy thì sau khi mà mình có cái red rồi thì mình làm gì nữa? Mình coi web coi. Thì nó sử dụng là gRPC with strand bot và bỏ cái red này vô. Rồi thì khúc này là cái short file của mình chưa có, mình phải dẫn cái đường dẫn nó tới cái short file của mình, thì nó sẽ là SSL ca chấm certificate. Rồi thì lúc này thì thấy nó cũng đúng đúng rồi đó, giờ mình sẽ chạy thử coi ha, chạy thử coi nó có chạy được chưa, nó có thể connect được chưa. Rồi thì bây giờ nó đã chạy được rồi, nó gọi xem API và nó respond về cho mình là 13. Server nó cũng đã nhận được một cái lần gọi xem. Đó. Vậy thì cái SSL connection của mình nó đã connect thành công. Nghĩa là mình chỉ cần là mình có những cái file certificate, những file key, certificate và key ở trên server, và cái certificate cho thằng client nó có thể nó gọi nó hiểu nhau, là coi như là mình chỉ cần truyền vào cái certificate đó là nó đã hỗ trợ cho mình cái việc gọi SSL ở phía bên dưới, thằng gRPC đó đã làm hết cho mình rồi, nó rất là tiện, mình không cần phải quan tâm là handshake hay cái gì cái kiểu. Thì nếu mà các bạn tìm hiểu sâu về cái bên dưới cái SSL, các bạn sẽ thấy là khi mà nó gọi lên client với server mà để nó thiết lập một cái connection mà socket cái skill á, thì nó phải làm rất là nhiều bước ha. Thì cái những cái bước đó thì thằng GRPC nó xử lý cho mình hết rồi, rất là sướng. Mình chỉ cần là tôi muốn gọi với cái SSL là kia kia nọ là coi như là nó đã xong, làm hết cho mình. Rồi những cái request bên dưới này mình cứ gọi bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng trong trường hợp này thì cái certificate của mình là do mình tự tạo, tự ký tên, tự sign luôn á, kiểu vậy. Nó chỉ mang mục đích demo thôi, nhắc lại lần nữa là mang mục đích demo, các bạn đừng có đem cái này, đem cái đoạn 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 mã này, đoạn script này bạn chạy rồi bạn gen ra bạn làm production thì tai hại nha. Đó thì bởi vì mình coi như là mình đã giới thiệu cho các bạn xong về cái cách để mà tạo ra một cái kết nối skill connection, cái kết nối được bảo mật, data nó được truyền cách mã hóa kiểu. Rồi hy vọng là các bạn cảm thấy cái video này nó bổ ích và cảm thấy hay đối với cái khóa học về RPC của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tới. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể là
bấm like, subscribe và chia sẻ cho những cái bạn khác cùng học với mình. Hẹn gặp lại cho các bạn trong những video tới.